Đầu tư bất động sản trong thời kỳ nền kinh tế khó khăn, khủng hoảng thì nó sẽ là một cái chủ đề mà có lẽ là rất là nhiều các nhà đầu tư cá nhân chúng ta quan tâm. Vậy thì trong thị trường nào cũng vậy thôi, nó sẽ có những cái ưu nhược điểm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với cái lợi thế đầu tiên. Số 1 là cái việc bảo toàn vốn. Đó là việc giúp bạn để giữ được tiền, giữ được tài sản. Nhưng mà nhược điểm của nó là các bạn thấy rằng bất động sản, nếu như bạn chọn những bất động sản mà không có khả năng thanh khoản hoặc là mất tính thanh khoản hoặc là khó thanh khoản thì nó lại là một cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Do vậy nó liên quan đến vấn đề lựa chọn sản phẩm làm sao cho phù hợp, nó phải đảm bảo tiêu chí gì thì chúng ta mới lựa chọn đầu tư. Cái hạn chế thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng nó sẽ có sự biến động về giá trị của tài sản. Ví dụ như là về một cái tài sản nó đang ở giai đoạn này thì có thể là làm ăn được, nhưng mà vì do cái tác động đến tế thì nó không cho thuê nữa, hoặc nó gặp vấn đề khi chủ đầu tư họ gì ạ, họ gặp vấn đề pháp lý, thì cái bất động sản chúng ta mua của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng và mất giá trị theo. Thứ hai là gì ạ? Về cái vấn đề khi mà tỷ lệ cho thuê thấp, khi mà nền kinh tế khó khăn, các công ty, các doanh nghiệp họ sẽ giảm thiểu các chi phí và cắt bớt nhân công cũng như là mặt bằng. Do vậy cái khả năng cho thuê nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, dẫn đến cái việc mà chúng ta sẽ mất thêm chi phí. Ngoài ra khi mà chúng ta đã thuê lên rồi thì nếu như bạn không cho thuê được thì bạn vẫn phải mất chi phí bảo trì, bảo dưỡng và cái chi phí khấu hao. Thì đấy là cái hạn chế đối với cái mục thứ hai, đó là nguồn thu nhập ổn định. Với yếu tố thứ ba đó là gì ạ? Tăng giá trị về mặt dài hạn. Thì tăng giá trị về mặt dài hạn thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ giúp bạn tăng giá trị tài sản và tăng lên theo thời gian. Nhưng mà về rủi ro của nó thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Thị trường bất động sản cũng sẽ bị ảnh hưởng để bởi các yếu tố về kinh tế, chính trị. Khi mà kinh tế suy thoái hoặc là chính trị có vấn đề thì bất động sản cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Những điểm tiếp theo gì ạ? Là khi mà bạn đã xác định bạn đầu tư bất động sản rồi thì bạn sẽ bị mất chi phí cơ hội để bạn có thể đầu tư một cái lĩnh vực khác. Okay. Đa dạng hóa danh mục đầu tư thì như phần ưu điểm chúng ta sẽ không vi phạm nguyên tắc là không bỏ tiếng một giỏ. Thì về nhược điểm nó thì sao? Nhược điểm chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là cái chi phí giao dịch của chúng ta cao. Bạn mua thì bạn sẽ phải mất nhiều cái chi phí hơn. Và một cái vấn đề nữa liên quan đến đó là việc quản lý. Quản lý, nếu như mà bạn mà không có phương pháp quản lý hiệu quả thì rất dễ dẫn đến việc tranh chấp hoặc tài sản bạn mà bạn còn không nhớ, thậm chí là gì ạ? Người ta còn xây là chồng xây lấn lên để bạn biết. Thì nó lại phải có những kỹ năng khi mà chúng ta đầu tư. Và về mặt lợi thế tài chính thì bạn thấy rằng là lợi thế tài chính thì ví dụ như chúng ta tận dụng được vốn rẻ, khi mà bạn sử dụng dòng tiền mà từ công việc kinh doanh mình những ảnh hưởng thì nó sẽ cũng làm ảnh hưởng đến cái áp lực về mặt tài chính khi chúng ta có sử dụng vốn của ngân hàng quá nhiều. Và một cái nữa đó là áp lực trả nợ. Đây là cái kinh khủng nhất mà không nhiều người có thể vượt qua được. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta lựa chọn đầu tư bất động sản đương nhiên là đúng, nhưng bạn phải đảm bảo được cho mình là lựa chọn như thế nào, lựa chọn ở đâu, lựa chọn phân khúc nào, sản phẩm nào, nó có tiềm năng không tiềm năng, thì đó mới là cái cách mà giúp bạn có thể chuyển dịch tài sản cách hiệu quả.